những 3 điểm sau trận đấu hôm nay. Tôi là bình luận viên Anh Quân, cùng tìm ra đội chiến thắng ngày hôm nay. Vâng, rồi chào anh em nha. Thì nói chung là mình thích nhất cái chắc là trận này đó anh em ơi. Cái trận này đã thấy khá là hay luôn á. Anh ấy chọn truyền giải, chắc chắn là đã việt vị. Cái trận này thì đối thủ cũng hơn mình có mười mấy điểm thôi anh em, cũng không nhiều. Maguire. Cho nên là cả hai rất là đồng đều luôn đó nè. Bóng được chuyền sang cánh. Chắc nó chơi trên máy đấy nè, mình có cảm giác giống như là nó có máy mà nó mới tập chơi bằng tay cầm vậy đó. Phá bóng mạnh ra ngoài, trọng tài đã đưa ra quyết định của quả phạt góc. Tại vì nó dễ nè, nó dễ. Nelson Semedo. Cái chỗ này lúng túng, chỗ này mình cũng lúng túng luôn á. Thành công đến chân đồng đội. Chỗ này một cục của nó, tại vì chơi trên điện thoại anh em. Nó một cục, mình cũng một cục luôn, lúng túng cái chỗ này luôn. Không biết nên chuyền hay nên xúc. Nó áp sát cho đông quá, nguyên một chùm là không biết nên nên xúc. Tại vì khi mình chưa có bóng mình đâu có xúc được đâu. Chuyền vào vòng cấm. Chưa có bóng thì chỉ có nút sọt thôi à. Cái này nó dở cái là cái nút gì nó sọt bóng này, nó chậm quá. Bóng lao thẳng vào khu vực thủ môn như vậy thật quá dễ dàng. Nói mà tụ cái lực lên xong cái là người ta thấy ta lấy bóng mắc mẹ rồi. Pha phối hợp trung lộ. Chuyền bóng vào vòng cấm. Chuyền dài. Một pha phán đoán chính xác của thủ môn, bóng đã bị đẩy ra. Nói cái trận này mình rất thích trận này, mình mới quay lại cái trận này nha anh em. Còn mấy cái trận kia thì có ăn thì ăn, nhưng mà hay lắm. Cũng có một số anh em đã hay lắm anh em, số anh em đã có 900 mấy điểm mà đã hay cực kỳ luôn á. Bóng đã trong tầm kiểm soát của anh ấy, còn đường để chuyền hay không? Cơ hội thực hiện cú sút. Cái trái đó mình không có nhấn mạnh đâu anh em, cái trái này mình không có nhấn mạnh đâu, mình chỉ nhấp một cái thôi mà không hiểu sao đó. Không hiểu sao nó đây để xuống trời vậy luôn. Là quá lớn. Angel Correa. Bắt bước một tuyệt vời. Chuyền về. Pepe. Pedro. Hiệp 1 đã kết thúc. Hiệp 2 bắt đầu với những pha tấn công dồn dập. Nune. Ít nhất về mặt tỷ số, phần trình diễn của Basalit họ khó mà làm hài lòng mọi người. Với tình hình hiện tại họ cần phải mạo hiểm một chút. Dù sao huấn luyện viên và đội trưởng cũng nên khích lệ tinh thần của các thành viên trong đội. Chuyền bóng vào vòng cấm. Lực sút là hoàn hảo, chỉ tiếc bóng không đi trúng khung thành mà thôi. Sự tập trung của thủ môn rất cao, pha cản phá cũng rất xuất sắc. Mình lo đá ấy giết rồi mình quên đi là mình giết rồi mình nhát tay cái phần mà vẽ cầu thủ luôn anh. Cái phần mà múa, nói chung là mình vẽ giết. Chắc sau này mình tập thua nữa quá nè, tập thua nó vẽ cho nó nhiều, cố gắng. Có nhiều cái thằng vẽ khó quá, nó trên điện thoại khó vẽ quá. Lúc này không cần phải thể hiện kỹ năng, chỉ cần hoàn thành đường tạt bóng và giao phần còn lại cho đồng đội. Angel Correa. Correa. Lopez. Đưa bóng sang cánh. Chuyền về tuyến sau để tìm kiếm cơ hội khác. Chuyền lại cho thủ môn và tổ chức lại. Cái nút mà tự điều hướng của nó cũng dở ha. Nhiều khi mà mình chuyền ngay cầu thủ á nè. Một đường chuyền dài, phát mình chuyền cầu thủ này nó lại đưa qua cầu thủ kia. Bắt bước một tuyệt vời. Còn nếu mình bỏ mình không điều hướng, mình để thôi điều hướng thủ công á. Có nhiều khi mà tay mình không kịp á nè. Tay mình nó không kịp. Còn nó chuyền đi luôn à.
Gen Korea. Cái trái này là mình cho nó muốn cho nó ra luôn rồi, nó không ra. Chuyền bóng sang bên cánh. Gonzalo Guedes. Guedes Areola đã ôm gọn bóng. Thủ môn đó cũng hay lắm đó anh em, cứu mấy trái hay lắm á. Cái sân bóng này, cái đá bóng này hình như nó cũng có thời gian thực hay gì sao á. Có lúc mình thấy nó tối anh em, có lúc thấy nó tối xuống. Có vẻ như đó không phải một lỗi việt vị, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào trợ lý trọng tài. Một đường truyền dài. Pedro. Có một số cầu thủ mình không có để chế độ sọt bóng anh em. Cho nên á là khi mà mấy thằng cầu thủ hậu vệ của mình là nó dâng lên á, khi nó dâng lên tấn công á thì cái thằng tiền đạo nó không thể hiểu được là là cái lối chơi của thằng là nó không hiểu được mình anh em. Tại vì mấy thằng trung vệ, từ trung vệ trở lên á nè, mình mới cho nó chế độ sọt bóng, cho nên là cái thằng tiền đạo của mình nó không hiểu được. Nó nhiều khi mấy cái thằng hậu vệ nó nhận bóng là tiền đạo nó không có chạy anh em, nó không có chạy để mình sọt. Quả phạt đền đầu tiên là cực kỳ quan trọng. Loạt sút bên quá hấp dẫn. Anh ta đã cái này mình cũng lười chỉnh luôn anh em ơi, có lúc chỉnh cho đã nó đá ra ngoài. Ta đã thành công ghi bàn. Câu hỏi được đặt ra là anh ta sẽ dùng sức chẳng này thằng thủ môn mình không cứu được phát nào cho anh em. Anh chàng thủ môn này quá bình tĩnh. Cầu thủ xuất phạt và thủ môn đang đối mặt với nhau, không khí là vô cùng căng thẳng. Bóng đã vào lưới, bàn thắng đã được ghi. Đón đúng hướng mà đá cao quá, giống chúng đó. Hướng đến ngay lúc này thật không thể tin được. Ánh mắt của cầu thủ này có thể khiến đối phương hoảng sợ. Loạt sút bên quá hấp dẫn. Loạt sút luân lưu sẽ bắt đầu sớm rồi. Lopez muốn pha đấm bóng vô cùng đẹp mắt. Loạt sút luân lưu cân não, đội bóng này cần cố gắng hơn. Để xem lại mấy cái trái mà nó cứu bóng nè, xúc bóng xúc rồi các xem nó. Cầu thủ xuất sắc nhất là bên đội bạn anh em ơi, Areola. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu khác. Để coi ở đây nè anh em, Bồ Đào. Ủa mình hả ta? Trời ơi, cái tên của mình mà mình không biết hả ta? Phải không? Hay là do cầu thủ nó cứu bóng? Để coi lại coi ta. Cầu thủ thủ môn cứu bóng anh em ơi. Đấy, khá đẹp ha. Cứu thua. Đúng rồi. Đây rồi, cứu thua cho thứ hai rồi sao? Nó không chập chế đó thì mình đá cũng có vô đâu mà gọi là cú thua ta. Để coi trái này coi nó cũng cú thua, mình có đá trúng trái nào đâu mà cú thua, mà lại xuất sắc nhất luôn chứ. Trời ơi, bóng chuyền về cú thua mới ghê đó. À, đợi đầu. Có khi nào chụp hụt không ta? Cũng có thể lắm anh em ơi.
bỏ lỡ cơ hội để mình coi coi. Cái trái này, cái trái này mình nhấp nhẹ nè, mình nhấp nhẹ mà sao nó xúc lên trời luôn, mình cũng không hiểu sao luôn á. Có nhiều khi á mình nhắn muốn lúc cán luôn á, chuyền nó không đi đâu chứ. Có những lúc á mình nhắn nhẹ cái thôi nó bay lên trời rồi. Này nó cũng xúc lên trời luôn. Chắc nó cũng dương hết lực luôn á này bạn. Tới đây chắc cũng dương hết lực luôn. Đấy, chắc cũng dương hết lực giống như mình. Rồi nói chung là trận này thì không có, nhưng mà cái lối đá nó khá là đẹp luôn anh em, mình thấy lối đá khá là đẹp luôn á. Rồi nói chung là cũng có một số cầu thủ cũng có, để coi có ai mời không ta. Lúc này sao mà mấy cái nhiệm vụ của mình chắc mình ít đá quá nên mấy cái nhiệm vụ này không được tiền ta, đúng không anh em? Đấy, level 26 hết mẹ rồi anh em ơi. Level 26, 27 100 đúng không? 27. À để coi shop thì chắc có bán cái gì rồi đó anh em. Quên rồi, sáng giờ mình cũng chưa động tới shop luôn. 87 cũng được nữa con, ta không cần nhiều, nói thiệt mình không cần nhiều anh em ơi. 87 săn bóng đâu đó, có tiền anh em ơi. Cao cao chút nha con, đừng có phép quá con. Trời ơi á, không khi nào mà nó ra được cao để kiếm tiền. Ba la à, ba ba chứ. Shop vòng quay, ngày được có vòng quay đó, để có mình mua. Mình còn một ca tư, để ca tư. À, hình như nó chỉ mua cái này, nó chỉ bán cho mình có 20 lần thôi anh em ơi. Ở tối đa là 7 hả ta? À, mình đã mua 13 rồi, vậy là mình đã mua 13 rồi anh em. Quay cái này 100 lần. Để coi shop vòng, để coi mười lần em ơi, ra cái gì đây? 87 88, không cần 89 đâu. Ừ, có vàng, có tiền anh em ơi, đỡ quá. Tiền anh em ơi, ra nữa coi. Ừ, tiền nữa. Ủa, có 10.000 hả? Trời ơi. Ồ, nãy vô được 100.000, vô giờ vô có 10.000 hả ta? Cái nữa coi cân. Cầu thủ đi, đừng vô tiền nữa. Thôi, trời ơi, cái hoài vậy. Nhấp mạnh mạnh, nhấp sâu sâu, nhấp mạnh mạnh, nhấp sâu sâu. Trời ơi, sao ra cái này hoài giống nội. Còn 4 phát mà ra cầu thủ giùm tao cái coi. Nè, gối lên ghét từ chội nè. Ừ, đó, ra cái đó đó. Ra cái đó đó cưng. Thôi, đừng ra tiền nữa. Ừ, qua luôn. Nếu mà qua cái nữa là được rồi. Tức quá. Trời ơi. Phải gói cầu thủ này cũng được nữa nè. Trời á. Ra cái gì không biết. Cái nữa coi cưng. À, cầu thủ của Loren. Kệ nó. 87 ngày cưng. 87. Không cần 89 đâu. Ôi trời ơi á, là trời á. Cái quách gì ông nậu. Để ra nhiều cái rồi ta. Ôi còn tới 4 phát nữa anh em ơi. Qua luôn, trời ơi. Cái đầu tiên ăn ngon quá. Mấy cái sao cái gì á trời coi nè, trời ơi á. Sự kiện gì vậy?
Rồi xong luôn. Gì vậy trời? Còn hai phát nữa ra được cầu thủ anh em ơi. Đấy, gói 85. Để coi một phát này nó tính mình nhiêu tiền ta. Mua tại shop. Shop ta không đủ rồi. Thôi. À còn à mình hết tiền quên. Mình hết tiền là đâu có được. Ủa mình còn tiền mà. Mà mua nó đâu cho mua nữa ta, chỉ còn mua 20 anh em ơi. Shop chiêu mộ. Chà sắp sửa rồi anh em ơi. Bây giờ mình kiếm cầu thủ 76 mình đổi anh em. Đó, để coi mình đổi để đổi đi để lấy cái này anh em. Để coi. Mình còn có 10 lần đổi nữa thôi à, như 10 lần đổi đúng không? Hình như đổi cái này là nó có anh em ơi. 10 lần đổi mà đổi 79, 78 này nó đắt quá. Để coi để lên coi nha. 76, 77, 76, 76, 77 xong một em. 79 đâu? 79, 79. 81. Thằng 8 này nữa đâu? À 83. Ôi cái thằng này phan mình để coi nhiêu tiền anh em. Hồi nãy mình mới được này đúng không? Jordi Abala. Cởi nó anh em ơi, để coi nó nhiêu tiền, lấy nó cái giá cao sao đúng không anh em? Giá cao cao có thể vô liền đấy trời. 83 thì cao, cao mấy thì cũng ôi có bốn mấy thôi anh em ơi. Thôi kệ bà nó. Ồ cái thằng LB này tới 440 mấy k anh em ơi. LB này 4 mấy k cũng khá đắt ha. Coi 4 mấy k. LB mình có ta. Mấy cầu thủ chín kìa. Mua luôn anh em. Mình mua được, mình mua lại cái thằng cầu thủ giá rẻ chứ không gì hết anh em ơi. Để mình kiếm thằng thằng 80 mấy ta, 82 đúng không? Đó, kiếm thằng 82 đi nè. Đi 82 lần này đây, đó. Mà kiếm anh em kiếm thằng rẻ không có đâu. Hiếm lắm trời ơi. Anh em mà ăn cái gì đồ của nhà phát hành thì thôi, là anh em coi như là anh em bữa đó anh em mua số luôn đi. Ồ, có thằng trời ơi 83 này năm mấy bảy mấy luôn kìa. Cái thằng mình mua nó không ra. Nó có hai mấy luôn anh em ơi. Nó đúng là mua câu lạc bộ. Câu lạc bộ là lên vàng nó rất là dễ nè. Còn mua đội hình lên vàng nó khó quá. Ví dụ như cái đội Bồ Đào Nha nè. Nó lên thấy bà luôn. Không phải mình tức mình đổi sang chứ. 37. Kéo xuống là có nào ghẻ ghẻ không anh em, mua một cái nè. 90. À có thằng 19. Hai chục. Đó. Bán bốn mấy ta, bán 39 thu lại có được 21. bó tay anh em ơi. Để coi mình có được cái này không nghe anh em. 76, 77, 79, 78. Đó. Này 3 thằng 79 đúng không? 1 2 3. Lâu rồi mình không có cái cảm giác được cái săn, được ra săn để chào hỏi anh em. Ra săn nào, đừng có xèo nghe cưng. Ra săn đừng có xèo. Chinko
thánh thằng hưu nản rồi đó anh em ơi, nản cái này vui lắm luôn rồi đó. À, ngày thứ bảy được nhận nè anh em. Cái ép này thì đối anh em không có chơi sự kiện, ép này không có quan trọng đâu, tại vì ép này cũng chẳng tặng được cái gì hết trơn anh em ơi. Đây sắp hoàn thành nhiệm vụ, anh em có lên cấp không anh em? Ừ, mình được cấp 54 rồi anh em ơi. Ngày đó có mấy trận hà, để mình lên mình tối vô một mình nằm cái anh em làm nhiệm vụ 120, không biết có lên cấp hay không ta. 120 trời ơi á, 120 là mới có 185 á ta, mới là vào 54 anh em ơi. Đây lên tới đây nó xa xôi quá trời, xa xôi luôn. Chưa, còn cơ hội để mình nói, người ta sách có câu à, gọi là sao ta, mà khi túng thiếu thì mình sẽ cố gắng mình mài mò làm sao để cho ra tiền đó, đúng không? Mình còn ở đây là 52k đúng không? Chưa, để mình coi mình có mua được cái gói ưu đãi ngày không ta. Ở đây 120 đúng không? 120. Ví dụ như mình có 600 65 65 65, à là mình mua được cái này nè, nó mua. Để coi 10 thằng cầu thủ này coi như thế nào nha nè. Đấy, có 87, mình không mong ca 87 nó ra, ví dụ như 85, 86 là ok rồi đó anh em ơi. Thường mà tỷ lệ mình mua khó lời lắm. Có Ronaldo kìa. À đời ơi, hỡi dòng hồn ở đây về đây phù hộ cho tôi. À đời ơi. Có sân bóng anh em, có sân bóng anh em, được coi mấy anh em, tám mấy anh em. Rơ mơ 83, trời ơi. Còn nào nó không cứng? Bù quen. Hai thằng không? Trời chết bà của anh em ơi, lỗ rồi đó anh em ơi. Cái thằng CK đúng là trong cái đội hình của nó thấp quá anh em ơi, đúng là cái đội hình của Bồ Đào Nha mình nó thấp quá, toàn là xài vàng mà toàn là cái dạng mà không ngon, không có yếu xìu. Mấy thằng này thì phải level cao mới chơi được, còn em đó chơi vợ thấp là chịu. Trăm hai mươi ha, không biết nó tỷ lệ nó ra cao không ta, không mày để đó đi. Rồi để mình coi shop ưu đãi ngày. Đây mình còn mấy cái ta. Năm ca mấy mà mình dùng hết bà nó rồi. Rồi mình mua thêm tầm khoảng vài cái này nữa coi anh em có ra không anh em. Nó nãy mua 10 phát 18k anh em ơi. Ủ muốn chết luôn. Không ra được gì chứ. Đó, 28 đi. Messi. Rồi không có sân bóng luôn. Trời ơi, ra thằng 81. Sabitzer. Cái gì vậy trời? À được 14 rồi kìa anh em ơi, không sao. Không sao, đủ rồi anh em ơi, đủ chiêu mộ rồi anh em ơi. Đó, cơ hội kiếm tiền đã đến. 100k. Dư được có 2 hả trời. Nãy giờ nó thất bại nhiều rồi anh em, để coi cái này sao đây. Đó, xăng. 87. Xe bơi. Đúng rồi. Xe bơi là nhiều người chơi đó nè, cho nên hiếm đó. Trời ơi á. Thia. Ô, một thằng 82, một thằng 80. Busilit. Rồi, hết. Để coi anh em, để coi mình có tiền không anh em ơi. Nói chung là cái này là vui lắm nha anh em, cũng vui thôi nha anh em.
ôi được 100, được 100, nói chung là 150 thuế 30% vẫn còn ngon anh em ơi, vẫn còn được. À, cái thằng Nuno Nades này muốn mấy k đắt quá ta. Rồi Busidis có 20k anh em ơi. Đúng là mình chơi cái đội hình vàng đen á, mình chơi theo mấy cái này là nó chơi theo mấy cái này thì nó khá sướng luôn này nè. Nó lên đội, mình lên đội hình vàng đúng không? Mình lên được cái đội hình vàng của mình ha. Nói chung là chơi theo phong cách á, chơi theo phong cách là ngon hơn cho đội hình rồi anh em ơi. Nói chung là đây cũng là một bài học cho mình á. Cuối cùng mình rút ra một cái kinh nghiệm là chơi phong cách nó sẽ ngon hơn, nó dễ lên đồ hơn. Ví dụ mình nó có nhiều cái con vàng như vậy nè anh em, cái giá nó rất là rẻ. Còn mình chơi cái con chơi theo cái đội hình của mình như vậy nè đúng không? Mặc dù là vàng nhưng mà cũng khá là cao, khá là đắt đỏ luôn anh em. Ví dụ như những cái con có như vậy đây nè, nó rất là rẻ anh em ơi, nó rẻ mà nó là yếu lắm. Nó không bằng con vàng. Đó, con Dero Dalot này GB. Nhưng mà anh em chơi được mấy cái con rẻ thì anh em chơi nhiều thì anh em lên đội hình nó cũng dễ anh em ơi. Mình nói thiệt chứ mình có tiền nào mình mà có tiền đúng không? Là mình lên, sau này mình lên cho full cầu thủ luôn á. Full, nói chung là full hết các vị trí luôn anh em, bạn dễ thay tới thay lui giống gì hết á. Ách trời ơi. 65 thằng bán luôn kìa. Thôi đi má ơi. Để mình sa thải cho nó nhanh. À thằng này 41k. Rồi không có ai mua. Không có ai mua, không có ai bán thì cũng đỡ nha. Chút xíu là thế nào cũng có người mua, có người bán thôi. Tại vì không có người bán là chắc chắn là sẽ có người mua. Còn người bán nhiều quá trời là chắc chắn để dùng để sa thải cho nhanh anh em. Gần như là đó là một bài học kinh nghiệm của mình luôn á. Rồi mình coi cái thằng nào giá cao cao rồi mình bán luôn em. 9.000, 10.000 để dành để làm cái gì. Có hàng mà BB 76, BB 76. Nhưng mà BB vàng của mình nó cao hơn anh em ơi. Hôm nay BB lên giá 32k kìa, đắt thì ghê luôn anh em ơi. Rồi nói chung là vô sa thải nè, sa thải cho nó gọn nhẹ chút xíu anh em ơi. Bảy mươi lăm mua cho một đống 75, 76 rồi cuối cùng quăng hết, tiêu hết. Cởi nó sa thải mày luôn. 80 hả, LM sa thải mày luôn. Sau này nếu có điều kiện mua sao. Ô cái thằng clip này 80 nè, clip này 80 thì mấy cái thằng này nó cũng ngon mà chơi theo phong cách nó cũng ngon nè. Mấy thằng này thì nó rẻ ha, thôi để đây đi, sau này mình có cơ hội mình mua nó nè, mình mua nó thì nó rẻ. Ví dụ như chơi theo phong cách thì con CM đó, con CM này có 6k nó rẻ nè. Không lẽ mà mình để mình chơi theo xong phong cách anh em. Nấy GW82 nè, sa thải mày luôn. Đó, thay sa thải mày luôn. Nói chung là được 2 triệu là lên được thằng Ronaldo nghe nè, 2 triệu là lên được thằng Ronaldo. Ronaldo mà sao mà game làm nó Ronaldo đó đi ra là phải cho nó quẹt được nó dữ lên sao á. Cho kiểu này yếu quá. 10.000 triệu, 1.000 triệu. Trăm triệu, 999 triệu, 1.000 triệu. Nói thiệt đâu mà dữ vậy ta. Rồi, nói chung là mình sẽ tạm dừng tại đây nghe nè. Hôm nay lên vui thôi, mình chỉ review sẵn đây, mình quay mấy cái này cho anh em xem thôi anh em ơi. Thì mình thì cũng chưa đủ điều kiện nữa, còn nghèo quá, đội hình của mình còn yếu lắm anh em ơi.